Chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng học tên động vật biển nhé. Đây là con bạch tuộc. 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 Đây là con cá bướm. Đây là con cá bướm. Đây là con cá bướm. Đây là con cá đuối. 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 Đây là con cá heo. 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 Đây là con cá mập. 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 Đây là con cá hề. 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 Đây là con lươn biển. Đây là con lươn biển. Đây là con lươn biển. Đây là con mực. Đây là con mực. Đây là con mực. Đây là con mực. Đây là con rùa biển. Đây là con rùa biển. Đây là con rùa biển. Đây là con sao 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 biển. Đây là con sứa. Đây là con sứa. Đây là con sứa. Đây là con sứa. Đây là con tôm. Đây là con tôm. Đây là con tôm. Đây là con tôm. Đây là con cá voi. 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 Đây là con hải cẩu. Đây là con hải cẩu. Đây là con hải cẩu. Đây là con cá bắp nể xanh. Đây là con cá bắp nể xanh. Đây là con cá bắp nể xanh. Đây là con cá nóc. Đây là con cá nóc. Đây là con cá nóc.
Đây là con gà kiếm. Đây là con gà kiếm. Đây là con gà kiếm. Đây là con ốc mượn hồn. Đây là con ốc mượn hồn. Đây là con ốc mượn hồn. Đây là con cá ngựa. 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 Đây là con cua. Đây là con cua. Đây là con cua. Đây là con cua. Đây là rong biển. Đây là rong biển. Đây là rong biển. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh Dạy Trẻ Thông Minh Sớm để xem video mới nhất trên kênh nhé. Đây là con vẹt. Con vẹt.